Rồi, em xin chào các anh chị ha. Hôm nay em quay cái đàn gà được 3 tuần tuổi, 21 ngày các anh chị. Rồi, cái đàn gà này hiện tại là bên em mới chuyển qua cái chuồng mới ha. Chuồng này em ta rải chấu mới lại từ đầu, thắp bóng đèn ha. Rồi đã được chích các cái vaccine ngừa bệnh, xong rồi hết rồi. Cái giai đoạn đầu em chia sẻ luôn ha, có một số anh chị hỏi cách nuôi gà cái lúc đầu sao cho nó đừng có chết đầu con nhiều. Thì cái lúc đầu á thì khoảng gà mà khoảng 2 3 ngày tuổi khi mình nhập từ công ty về thì mình sẽ ủng trong cái chuồng nhỏ hơn ha các anh chị ha. Và cái bóng đèn sưởi ấm là bóng đèn đỏ cái này, bóng đèn bự á, mật độ bóng đèn nó dày hơn, sưởi ấm ha, phủ bạt hết lại ha, cho nó kín chuồng. Rồi sau khi tầm được 3 tuần thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái chuồng có diện tích cỡ như vậy. Đấy. Chúng ta nuôi thêm tầm khoảng 2 tuần hoặc là 3 tuần cũng được. Rồi chúng ta mới chuyển qua một cái khu trại nó rộng hơn. Đấy. Như vậy chúng ta liên tục đổi các cái chuồng, đổi môi trường sống cho nó sạch. Và đặc biệt là tránh các cái trường hợp là bị ướt các anh chị. Nhất là cái nước mà chúng ta cho nó uống á, nó bị chảy ra ngoài. Đấy. Về tránh trường hợp bị ướt nè, ướt cánh, gà bị ướt cánh là nó hay bị bệnh lắm, sổ mũi này nọ là nó dễ chết lắm. Đó, anh như mình thấy là hiện tại cái đàn gà này nó cũng khỏe ha, lanh. Đây bên này bão quá các anh chị, bão quá, đang trong cái cơn đợt bão số 3 nè, mưa áp thấp rồi ít ánh nắng á. Rồi thì chúng ta đây là cái cách mà em chia sẻ để cái lúc đầu mình nuôi gà con ha, cho nó hiệu quả ha.